Chào các bạn, đây là loa video sound bar mới nhất của Bose, ký hiệu là VP1. Loa này dùng cho các phòng họp trực tuyến dưới 6 mét. Tại các công ty, ví dụ chúng ta có các chi nhánh, các phòng ban, chúng ta muốn họp trực tuyến mà không cần phải đến nơi thì chúng ta nên sử dụng chiếc loa này của Bose. Nó sẽ thay thế cho camera, loa và mic. Trong một phòng họp chúng ta không cần dùng đến các loại mic cho hội họp nữa, mà trong này đã tích hợp sẵn rồi. Điểm hay của cái chiếc loa này đó chính là mic. Mic thì khi một người nào nói ở trong hội họp thì mic sẽ tự điều chỉnh cái âm lượng. Khi một người phát biểu đến thì camera và mic sẽ hướng đến người đó nói. Và chúng ta có thể cài đặt chế độ cho vùng nào để nói, vùng nào không, hay vùng nào chúng ta cần chiếu zoom đến và chúng ta vùng nào chúng ta không cần đến. Ở cổng sau thì có một cổng nguồn, một đầu vào audio và một USB Type C để kết nối với máy tính. Ngoài ra thì chúng ta có cả một cổng HDMI và một cổng USB. Cổng HDMI này chúng ta có thể sử dụng cho máy chiếu hoặc lên màn hình TV. Thường chiếc loa này thì bản lề nó nằm đằng sau và sẽ gắn trực tiếp ở dưới TV. Với công nghệ tích hợp mic tự điều hướng thì nó sẽ loại bỏ hết được những cái âm lượng, những cái âm tạp âm mà người phát biểu không cần dùng đến. Ví dụ như là một người nào đó đang phát biểu, những cái người nói xung quanh thì sẽ bị loại bỏ những cái tạp âm giữa xung quanh ra, đó là tiếng ồn. Đó là một chi tiết rất thông minh, chỉ với một chiếc loa nhỏ gọn này thôi các bạn có thể thay thế cho toàn bộ các thiết bị trong một phòng họp trực tuyến, bao gồm mic, bịt và rô, camera và loa. Kết nối thì cũng rất đơn giản thôi.